Anh hạnh phúc của anh ơi. Thôi, mình đừng có khóc nữa. Có sao không vậy? Lên lưng đi. Anh nặng lắm á. Hưng cõng hành cả đời cũng được mà. Làm gì hôm nay Hưng của tôi sinh rồi anh vậy? Ê, mà ai làm người yêu của Hưng chắc là hạnh phúc lắm ha. Ủa, không phải người yêu của Hưng đang ở đây hay sao? Thiệt hả? Đâu? Đâu? Ở trước mặt của Hưng đó. Ê, tôi không có giỡn vậy đâu nha. Đó là sự thật. Hưng có tình cảm với Hạnh. Kể từ ngày mà đi học bên Mỹ, không hiểu sao mà hình ảnh của Hạnh cứ luôn hiện vào trong tâm trí của Hưng. Hạnh có biết là Nothing gonna change my love for you. You ought to know me now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Kể từ ngày mà về Việt Nam, da của Hưng ngày càng đen đi đó. Sao vậy? Tại vì em là tia UV của cuộc đời anh. Em có biết tia UV nó gắt lắm không? Nó gắt giống như là tình cảm của anh dành cho em vậy đó. Hạnh, anh yêu em. Hưng làm gì vậy? Nè, hai người dừng lại. Ê nè, biến thái. Biến nè, hai người dừng lại. Dừng lại. Biến thái. Biến thái. Nè, nè. Tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Tại sao ngoại, mẹ và cả Hưng nữa? Tại sao mọi người lại lừa gạt con vậy? Mẹ là làm theo lời của bà ngoại hết đó. Bà ngoại khống chế mẹ cho nên mẹ phải làm đó. Ngoại. Vì chữ hiếu mà mẹ phải làm thôi. Ngoại thì ngoại cũng muốn xác định coi ai là rể thôi vậy mà. Chuyện ai là người yêu của con thì mọi người để con tự quyết định đi. Con đâu phải là món hàng đâu. Mà mẹ với ngoại cứ đuốc đẩy với ai là đẩy. Ngoại với mẹ làm con quá thất vọng rồi đó. Happy. Đây là lần cuối cùng con xin mọi người. Chuyện tiệm nail đã quá sức chịu đựng của con rồi. Mọi người làm ơn cho con một chút không gian riêng tư đi được không? Hạnh, Hạnh. Con xin lỗi bà, con xin lỗi cô. Đáng lý là con có thể làm tốt hơn được nữa. Mà tụi nó quýnh con dữ quá. Mẹ, tự dưng mẹ kêu nó làm người yêu của Happy làm gì. Cuối cùng bây giờ đó, Happy thì bỏ đi. Còn nó thì bị quýnh bầm mày bầm mặt mém chết nữa. Thôi bây giờ vậy nè. Ờ, cái chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi. Bây giờ thì con khỏi cần làm bộ theo đuổi Happy nữa ha. Con đâu có làm bộ đâu. Hả? Con làm thiệt mà. Ê. Trời con ơi, dầu sôi lửa bỏng dày mà con còn giỡn hết được. Cái mặt con giỡn sao y chang thiệt vậy thì con có thích vậy đâu. Ừ, vô duyên. Con nói thiệt mà. Hả? Con sẽ theo đuổi Happy tới cùng. Alo, Thủ lĩnh hả? Cuộc đua cạnh tranh tình yêu của Happy có thêm một con ngựa. Cụ thể chi tiết làm việc qua mail nha. Okay. Happy, con làm ơn làm phước con ăn chút xíu giùm cho mẹ được không? Không ăn gì hết đó. Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn ở một mình. Ok, mami sẽ ra ngoài với điều kiện con phải ăn một chút. Từ sáng giờ con không ăn cái gì đây nè. Nè, cháo ếch ngon lắm nè, cục cưng. Mẹ cũng biết lo cho con nữa hả? Chứ sao không lo cho con, lo cho ai bây giờ, honey? Mẹ có bao giờ lo cho cảm xúc của con đâu. Bây giờ con sống chết, con không cần mẹ lo nữa đâu. Cái gì con đi đâu vậy? Con làm gì vậy? Con ăn giùm mami miếng đi làm ơn mà. Bây giờ mẹ có ra ngoài không? Không. Vậy
con có đó. Nè 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 nè, cái này này sáng mẹ không có giỡn nha. Mày á nha, mày á, mày coi chừng tao á, con không có giỡn mặt mày. Thưa chị, em làm gì sai mà em mới bước vô chị chỉ thẳng vô mặt tôi vậy? Hả? Con chỉ vô mặt con của con. Tao mới chỉ vô mặt mày. Nhưng mà làm mẹ mà không hiểu gì chứ trời. Thôi từ từ con, để từ từ cho nó nguôi ngoai đi con. Thì con cũng muốn cho nó tốt thôi mà má. Làm sao con có thể ngồi yên mà để nhìn nó chọn sai người được. Thôi mà, con đừng khóc nữa mà. Mà lỗi cũng tại má. Tự nhiên mới bày ra cái câu chuyện này, cho nên con với con Happy mới xảy ra nông nổi như vậy đó. Trời ơi, tự dưng á, bây giờ lòi thêm thằng nữa rồi con biết chọn rể nào đấy. Con im lặng, cứ để cho trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Có nghĩa là trong cái trường hợp này cái câu của má xài không có đúng. Như vậy là nhà mình sẽ là toàn ruồi với muỗi thôi, còn tụi nó là trâu bò. Không có, cái câu đúng nó phải như vậy nè má. Sao, ơi sao? Là gì đó kêu bằng cò hạt cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Gia đình mình phải là ngư ông. Trò bò gì nó cũng dần đó thôi. Ở nông thôn tao nói vậy không mà. Có được, mình phải là ngư ông. Tụi nó con cò con hạt nó mới đẹp. Thôi về dần về đi. Và tóm lại á, tóm lại là ý của má là em uống sinh tố đi, nhiều vitamin á. Uống đi. Ăn trái cây đi, ngon lắm. Em ăn sữa chua nha, ngon lắm, bổ dưỡng. Em uống sinh tố trước đi. Trái cây nhiều chất dinh dưỡng hơn. Uống đi, uống đi. Em ăn sữa chua đi, có nhiều vitamin trong trái cây hơn. Rồi, cái này vitamin. Cái này ngon, cái này đi, trời ơi. Em không có ăn gì hết á. Ba người muốn ăn gì thì ăn đi. Em nè. Không có đi theo em hay chưa? Xong chưa con? Nhanh tay lẹ chưa lên nha. Chứ để mẹ của Hippy mà về bất tử một cái là coi như tiêu hết con. Dạ con xong rồi ngoại. Xong chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Trời ơi. Ai? Giờ con á, tự nhiên mà nhớ. Nhớ mà cái hồi mà ba Hippy á về quê cầu hôn mẹ Hippy. Dạ, ngoại yên tâm, con hứa sẽ yêu thương Happy đến hết cuộc đời luôn. Phải yêu thương nó bằng trái tim của mình, chớ yêu thương bằng cái miệng nghe chưa? Dạ, con biết ngoại. Bây giờ hắn ngoại xuống, ngoại kêu nó lên. Mà khi con nghe cái bước chân là nó, chứ không ai hết trơn. Nhớ, dạ, nhé. Dạ. Ừ.
của anh ơi. Thôi, mình đừng có khóc nữa. Em đứng yên đó. Em đừng nói gì hết. Em đừng có cục cửa. À, em đừng có nhúc nhích gì hết nha. Để anh nói. Bình thường anh đứng trước mặt toàn thể nhân viên, anh nói từ sáng tới chiều luôn cũng không dấp. Nhưng không biết sao hôm nay đứng trước mặt em, anh hồi hộp quá. Nên có gì anh cà lâm em bỏ qua cho anh nha. Tài sản của anh không có gì nhiều nhưng cũng không có ít. À, với lại anh mới mua chiếc xe và sắp tới anh còn mua thêm căn nhà ở Việt Nam nữa. Nói chung tất cả tài sản của anh sẽ là của em và em sẽ là tài sản vô giá nhất của anh. Làm vợ anh nha. Làm vợ anh nha. Hạnh, xin lỗi đã làm phiền hai người. Chúc hai người hạnh phúc. Sau này có thiệp hồng không cần phải mời tôi đâu. Trời đất ơi Hạnh, trời ơi, mày làm hư bụng con đường hết rồi. Hạnh ơi. Hạnh. Dạ. Alo. Em có sao không? Em không sao. Anh đuổi theo Hạnh đi. Em không sao hết á, anh đuổi theo Hạnh đi. Con ngu quá phải không ngoại? Người ta đối xử với con như vậy mà con còn tin nữa. Con à, chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Chứ thằng Phát không phải là cái loại người như vậy. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, con chứng kiến rành rành đó đó mà. Con cứ bình tĩnh đi. Nếu nói với con Linh có chuyện gì thì tại sao nó còn nhờ ngoại dẫn con lên phòng nó làm gì? Thì để cho con chứng kiến hết mọi thứ đó. Không phải đâu. Ngoại còn bên người ta nữa. Người ta làm như vậy với cháu ngoại, ngoại không thương con hả? Được rồi, con sẽ bỏ ông luôn. Con sẽ lựa ông Tính hoặc là ông Hưng gì đó. Trời ơi. Nè, bình tĩnh đi. Đừng có con nít quá. Mặt thì ta tức quá đi. Ta tính tao muốn nói, nhưng mà rồi cái mặt cứ trù ẩu, cứ khóc tới khóc luôn. Ta nói luôn nè, chính ngoại bày cho thằng Phát làm cái chuyện đó đó. Ha? Còn cái con Linh đó, nó lên phòng hồi nào làm sao người ta biết được? Đến ngoại với thằng Phát cũng không biết được cơ mà. Dòm gì? Cười dùm tôi nói nữa tiếp cho nghe. Chị, sao chị đi mà chị không để ý gì hết trơn vậy? Chị bị Yến về rồi em biết ăn nói sao chị bị Yến đây? Tại anh không đó. Có nhiêu đó cũng không canh được chị tôi nữa. À, anh xin lỗi. Thôi em đừng có la anh Phát nữa. Tại chị muốn tìm ảnh nên chị mới bị vậy. Ủa da, em nhẹ tay thôi. Mày đứng đó giờ không vậy? Ờ, vậy để anh đưa chị em đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện gì? Nứt có xương chân mà đi bệnh viện làm gì? Đi xuống tủ lạnh lấy giùm tôi mấy cục đá đi. Nè, lấy cục nào bự bự nha. Cục nhỏ để dành uống bia. Trời ơi, còn gì cái chân ngọc ngà của chị tôi nè. Thôi, ta đi rồi, khóc gì khóc đám ma vậy. Trời
Ôi, diễn phải diễn cho tới chứ chị. Mà công nhận em đúng là tình báo số 1 đó nha. Em mà báo trễ là anh Phát rơi vào tay con Hạnh rồi. Em mà chị. Coi vợ làm gì tiếp theo đây. Một lát nữa em phải làm theo những lời chị dặn. Kẻ tung, người hứng, hiểu chưa? Khoan, chị tung cho chính xác nha. Chứ em hay hứng hụt lắm á. Cái khúc con nhỏ này. Chị ơi, sao ông nứt cái xương chân của tôi đây? Đá nè, đá nè. Có sao không? Hay để tôi kêu bác sĩ tới nha. Đó, kêu bác sĩ hoài. Kêu bác sĩ tới rồi lộ rồi sao? Lộ gì? Bác sĩ tới rồi lộ cái chuyện tỏ tình của anh rồi sao? Anh tỏ tình lộn người, kêu bác sĩ tới anh nhục mặt anh đó biết chưa? Bây giờ ngồi đây chườm đá giùm cho chị tôi đi. Tôi xuống tôi khiêng cái khạp rượu thuốc của bà cô nội tôi để lại. Tôi lên tôi ngâm chân cho chị tôi. Trời, rượu thuốc mà để trong cái khạp luôn hả? Để bố có bị gì nhúng người vô đỡ bị liệt. Lỗi nha. Nè, thằng Tá là cái thằng tốt nha. Nó thương con thiệt tình đó. Mà thấy hết trơn hết tỏi á. Thôi đừng có con nít quá cô ơi. Con nít quá làm tổn thương tình cảm của nó. Biết chưa? Thôi, ngoại khai hết rồi đó. Con có tin ngoại nữa hay không? Tùy con. Sao anh không đổ theo Hạnh đi? Giờ Hạnh đang nóng như vậy, anh có giải thích cũng vô ích thôi. Chắc anh sẽ đợi vài bữa nữa cho Hạnh nguôi ngoai. Anh sẽ lựa lời giải thích cho Hạnh sao. Phải chi anh thích em bằng 1/10 của Hạnh thì đỡ biết mấy. Em không có ý gì đâu. Từ khi em biết anh thích Hạnh, em chỉ coi anh là anh trai thôi à. Anh đừng có hiểu lầm nha. Hai người này ban ngày ban mặt mà làm chuyện khó coi thiệt chứ. Tí, em nói hai người nào? Đó, ông Phát với bà Linh. Trời đất ơi, tự nhiên em đem chai dầu lên cho ông Phát. Ông Phát lấy chai dầu xong đuổi em ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người làm gì trong phòng không biết. Đó, mà thấy chưa? Rõ ràng là hai người đó có chuyện mà. Ôi giời, đâu mà tin con nhỏ này. Nó sân xa sân xác, nó dồn tầm bảy tầm bả lộn đó mà. Con nhìn kỹ rõ ràng đàng hoàng luôn. Con nhìn kỹ luôn á, đuổi con ra khỏi phòng luôn bà. Hả? Đâu có thiệt. Bà nghĩ coi, cô nam quả nữ hai người trong phòng làm gì sao mình biết được. Nó làm gì trời? Trời ơi, con ơi, bà đâu phải con ngựa mà con cứ bắt bà cứ chạy theo con hoài vậy. Hạnh ơi. Thôi em đi xuống dưới nha. Ây da. Em có sao không? Thôi để anh đưa em xuống. Ngoại, không phải. Ê, đứng yên. Mày này lấn tao một bữa tao đá mày cái họng máu à. Cái đồ gì mà. Hạnh ơi.
Hạnh ơi, vậy anh đưa về nè em. Em, vậy anh đưa về nè. Nằm đây đau lưng lắm. Đau lưng sao đau bằng đau lòng được. Em muốn nãy giờ mà em không say gì hết trơn vậy. Em say lắm rồi đó. Hết đủ rồi. Anh kêu em chai nữa đi. Thôi đi về đi em. Sao ai cũng chống đối em hết vậy? Ai cũng lừa dối em hết. Anh cũng lừa dối em. Ai cũng lừa dối em. Tất cả mọi người trên thế giới này đều quay lưng với em hết. Em sẽ không tin ai nữa. Em sẽ không tin ai hết. Anh đưa em về. Anh đi về đi. Kệ tôi. Anh đi về đi. Hạnh, buông ra. Tôi không cần ai quan tâm tới tôi hết trơn á. Anh đi về đi. Em. Anh đi về đi. Hạnh ơi, em xin lỗi. Tại vì em bị mất thăng bằng nên mới kéo người anh úp lên người của em như vậy. Thôi không sao đâu, chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Mà lúc đó anh dễ thương ghê, như con rùa vậy đó. Anh đã nói đừng nhắc lại nữa mà. Có chuyện gì vậy anh? À không, không có chuyện gì đâu. Em thấy mặt anh biến sắc vậy mà không có chuyện gì mới lạ đó. Không có gì đâu mà. Ai gửi gì cho anh hả? Không có. Sao trùng hợp dữ vậy? Hai người thân mật với nhau quá ha. Rồi khi nào định công khai tình cảm cho mọi người biết? Thì khi nào hai người công khai tình cảm trước đi, rồi tới tụi tôi. Em có sao không? Nguyên một đêm ói mà. Vô ngồi đi. Anh kêu nước cho anh thêm uống nha. Anh hai ơi, chăm sóc cho chị hai đi. À không, chị Hạnh. Hai người hạnh phúc quá. Nước đi chị. Mấy ngày hôm nay chị đi đâu mà không thấy chị điện thoại cho tôi gì hết trơn vậy? Bộ có chuyện gì sao thấy chị căng thẳng quá vậy? Cái của cô á nó cắm sừng con gái của tôi thì thử hỏi tôi không căng thẳng á mới là lạ đó. Cô đừng nói là cô không biết nghe. Cô đừng giả bộ ngây thơ nha. Trời ơi, chuyện của tụi nhỏ làm sao mà tôi can thiệp được? Chuyện của tụi nhỏ thì làm sao mà tôi can thiệp được? Nếu vậy giờ chuyện xuất phát tự thân của mình á, cô có tự cô can thiệp được không? Hả? Tại sao vậy? Cô cũng y chang như con cô vậy đó, cắm sừng tôi. Cô á, cô hợp tác với bên Queen Nail mà cô không nói với tôi một tiếng nào hết trơn là sao? Hả? Sao? Sao chị biết? Du á, Du nên nhớ là cái hạnh phúc của Du là do Mi đem lại nghe. Ok. Vậy mà nghĩ làm sao mà hai má con của Du cắm hai cái sừng lên má con của Mi vậy? Cái gì mà Du với Mi? Chị nghe tôi nói nè. Nè,
Du với My là nãy giờ ếm lắm, xài cái chữ trung tính cho nó lịch lãm thôi. Chứ còn cái cơm của tôi bây giờ á, cái câu chính xác là như vậy nè. Ê mày, sao hai má con mày cắm nguyên hai cái sừng lên cái mặt của má con tao vậy? Chị bình tĩnh đã, chị nghe tôi giải thích nè. Bây giờ á, chị uống một miếng nước và chị nghe tôi giải thích nha. Tôi không uống. Mẹ biết chuyện của Yến và Cổ Đông uống khuyên neo rồi đó. Hai mẹ gặp nhau chắc chắn sẽ có chuyện rồi. Mẹ. Mẹ. Mẹ có sao không? Chào con. Giờ có một. Con coi đó. Người đàn bà này nè, miệng thì nói chị em. Mẹ lỡ làm sai có chút xíu à. Mà bà nỡ lòng nào á, bà tạt ly sáng nước vô mặt mẹ vậy đó. Trời đất ơi, hồi nãy là tôi lỡ tay. Mà chị nói sao mà tôi dằn ly rồi tôi tạt nước vô mặt chị. Nè, nếu mà nói là kiểu dằn mặt đó thì bây giờ mới là dằn mặt đây. Tội của chị với tội của con chị đó, tôi gom lại một lượt, tôi dằn một lần một nè. Cái tội này là phải tội là 84 cái bạc tay. Mẹ, cô một, đừng mà cô một. Mẹ chạy đi mẹ. Chạy đi đâu? Nhà này của mẹ mà, mẹ đi đâu? Vậy cô một chạy đi cô một. Mày bị điên hả? Tao qua tao quýnh mẹ mày. Mẹ chạy là chạy đi đâu hả? Đi không hả? Cô Yến, mẹ con nóng tính đó, giờ chắc cô cũng biết. Con thay mặt mẹ con xin lỗi cô. Về với mẹ. Mẹ đến đây mẹ truy sát cho nên là mẹ phải sát xong rồi mẹ mới về. Mẹ làm sao? Mà nè, con gái của tôi á, nó làm cái gì có lỗi? Con gái của cô chắc hơn con gái người ta. Con gái của cô cũng đâu có ra gì, tình cảm thì lăng nhăng, không có đàng hoàng, làm khổ hết người này đến người kia. Nó cũng làm khổ thằng con trai của tôi vậy. Mà tôi thấy á, con của tôi làm khổ con gái của cô, con gái của cô làm khổ thằng Tính nhà tôi, mình quê cả làng. Trời đất ơi, phải bà không vậy? Chuyện tình cảm mà bà nói chuyện quề qua quề lại giống như bà đi buôn thúng bắn bưng vậy. À, bà bán rau củ quả hả? Tình yêu mà bà nói cái kiểu đó được hả? Chứ chị muốn làm sao? Mẹ thôi đi. Mẹ làm ơn mẹ nghĩ cho cảm xúc của con chút xíu được không? Còn con á, con cũng làm ơn nghĩ cho cảm xúc của mẹ được không? Tại sao? Rõ ràng con là cái người biết hai má con bà này hùng hạp vô Queen Nail. Mà tại sao con giấu mẹ? Nói, trả lời. Con sợ mẹ lo nên con không dám nói. À, con sợ cho mẹ lo à? Chính vì vậy con mới giấu mẹ. Cho nên mẹ bị lừa một cú ngoạn mục như vậy đúng không? Nếu như á, mấy bữa nay tôi không nhờ người điều tra thì làm sao tôi biết cái sự thật phũ phàng này chứ? Nhưng mà ai là người báo thông tin đó cho mẹ vậy? Nín đi, không cần phải hỏi. Đi về, bây giờ mới về nè, nha. Dạ, chào cô một. Không có chào hỏi gì hết á. Ê da. Mẹ có sao không mẹ? Tính, con nghe mẹ nói nè, bà Thảo là người gây chuyện trước, mẹ đâu có biết gì trong chuyện này đâu. Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa mẹ. Ừ, nhưng mà mẹ nói cho con nghe nha, từ đây á là mẹ cấm con qua lại với con Happy. Tại sao cái chuyện vô lý như vậy mà mẹ lại nghĩ ra vậy? Sao lại vô lý? Trên đời này á có biết bao nhiêu là con gái xinh đẹp. Mẹ không hiểu tại sao con nhất định là phải thích con Happy. Ô kìa, chào ông anh hai yêu quý của em. Anh bị Happy đá chưa? Nè, anh làm gì anh căng thẳng với em quá vậy? Coi chừng á, có ngày trọng thương á, lúc đó á, đừng có kêu em mà khóc lóc nha. Em im đi. Biết cái gì mà nói? Người trọng thương coi chừng là em đó. Lo mày về Úc đi. Bao nhiêu rắc rối do em gây ra không à. Đừng có để thằng anh này gánh hậu quả. Tính. Mẹ. Em xin lỗi mẹ. Chuyện của cô Một nói là sao hả? Con với thằng Phát là như thế nào? Dạ thì vậy đó mẹ. Như vậy sao mà được hả? Cái con nhỏ này, con phải biết á, cô Một á là ân nhân trong gia đình của mình. Không có cô Một á thì mẹ làm sao gặp được ba của con? Không gặp được ba của con thì làm sao có con, có thằng Tính? Con mệt mẹ quá.
Chuyện của con á, mẹ để con tính đi. Nhưng con làm như vậy á, là mẹ thấy không đúng. Mẹ, những chuyện con làm á, chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi. À, giả lại chuyện vợ lỡ ra rồi, mưa mốt mẹ với cô Oanh á, không phải lén lút kinh doanh nữa. Chuyện của người lớn á, để người lớn giải quyết, con đừng có xen vào. Chắc về chuyện người lớn làm đã đúng chứ. Sao tự nhiên vui quá vậy? Tất nhiên là phải vui rồi. Trốn về Việt Nam lần này đúng là một quyết định đúng đắn của tôi. Mà nè, mọi chuyện đang diễn ra theo ý của mình đó. Bà cũng phải tranh thủ đi. Tranh thủ làm sao? Tôi không dám đâu. Tôi sẽ chờ anh tính của tôi. Cái gì? Chờ anh tính? Bà chờ tới khi nào? Chờ tới khi ổng với con Happy xin con đàn cháu đóng hả? Bà làm ơn đi, bà phải nhanh nhẹn lên. Mình đánh trực diện không được thì mình đánh cửa hậu. Ý bà là... Thủy, con mới đến chơi hả? Dạ, con chào cô. Ngồi đi con. Dạ. Sao tự nhiên chóng mặt quá? Dạ, cô chóng mặt thì cô ngồi ở đây đi cô. Linh, con lên lầu á, con có thuốc nhức đầu, lấy xuống cho mẹ viên thuốc. Mẹ, có khi nào mẹ mất máu do vết thương không? Cái con nhỏ này, con làm quá à. Vậy lấy thuốc cho mẹ đi. Đây, cửa hậu, bà tới rồi đó. Ngồi đi con. Dạ. Dạ, cô thấy choáng hay là sao vậy cô? Tự nhiên, cô thấy choáng quá. À, chắc tại máu không lưu thông á. Để con massage đầu cho cô để giúp máu lưu thông tốt hơn nha cô. Được không? Dạ được. Thoải mái thiệt đó. Dạ, nếu mà cô cảm thấy thoải mái á thì ngày nào con cũng qua con phục vụ cho cô nha. Tại vì đầu óc thoải mái mới có những quyết định đúng đắn trong sự lựa chọn. À, nói đến lựa chọn, cô mới nhớ. Dạ. Tối nay cô có một sự kiện của đối tác mời, cho nên bây giờ cô phải đi mua một cái đầm thiệt đẹp để tối nay cô đi sự kiện. Dạ. Thôi con ở nhà chơi với Linh nha, để cô đi một chút. Ê, dạ không cần đâu cô. Tại vì con có một cái mã code trong cửa hàng thời trang danh tiếng á, con nghĩ đồ trong đó chắc chắn sẽ rất phù hợp với cô. Ờ, vậy hả con? Dạ. Coi bộ hai người phụ nữ này hợp nhau ghê ta. Con nè. Dạ, chào cô Một. Cậu yên tâm đi. Ngay ngày mai thôi, tôi với con Happy sẽ rời khỏi cái biệt thự này ngay lập tức. Dạ thôi cô với Happy đừng có đi. Cô với Happy cứ coi đây là nhà chung của chúng ta được không ạ? Cái gì? Nhà chung của chúng ta? Có nghĩa là tôi ở chung với đối thủ của Pinel hả? Dạ, cô Một đừng có suy nghĩ xa quá. Con nghĩ là mẹ con có nỗi khổ riêng. Dạ còn đây là cái hợp đồng. Dạ hợp đồng hợp tác với Pinel á. Là sao? Dạ con biết là mẹ con có lỗi khi mà hợp tác với lại cô Oanh mà không báo cho cô Một biết. Con thì không dám thay mặt mẹ con để xin lỗi cô. Nhưng con muốn cô biết là con thực sự quan tâm đến Happy. Cô hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ con muốn chuộc lại cái lỗi của mẹ con bằng cách là con hùn cổ phần với Pinel của cô. Con lầm rồi. Cô là cái loại người á, đâu ra đó rất rõ ràng, công là công, tư là tư. Cô không cần con phải làm cái điều như vậy. Hơn nữa, khi con làm chuyện này con không sợ mẹ con biết sao? Dạ không, từ lâu thì chuyện làm ăn giữa con và mẹ con không còn liên quan đến nhau. Và con cũng có ý định hợp tác với bà Hạnh từ lâu rồi. Con nghĩ đây là cơ hội tốt nhất.